thì mình thấy là độ ngả của lưng ghế của Triton bây giờ ấy ngồi thích hơn. Xin chào các bạn. Như kia các bạn đang thấy thì phía trước chúng ta đang là chiếc Mitsubishi Triton phiên bản Elite. Đây là Triton thế hệ mới với cái nền tảng khung gầm, sử dụng nền tảng khung gầm mới, không còn cái kiểu thiết kế cabin có cái phần phía sau là cái chữ Z-Line đấy. Đấy, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng vào bên trong để xem cái hàng ghế thứ hai nó còn ngồi thoải mái như trước đây nữa không nhá. Đầu tiên để mà nói về cái thiết kế ở bên ngoài này thì cái phần đầu xe này là cái phần mà thay đổi rất rất nhiều trên chiếc xe này. Nếu như mà trước đây ấy, chúng ta đã quen với cả cái kiểu thiết kế của những mẫu xe Mitsubishi rồi thì đây sẽ là cái kiểu thiết kế mới mà Mitsubishi đã đem lên chiếc Triton. Với cá nhân mình nhé, thì mình thấy mình thích cái kiểu thiết kế trước đây của Mitsubishi hơn. Còn cái kiểu thiết kế này thì nó có khỏe khoắn, nó có cơ bắp hơn thật. Nhưng mà để nhìn với cái sự hài hòa thì mình thích cái kiểu trước hơn. Đấy, không biết các bạn thích cái kiểu nào thì các bạn hãy để lại xuống ngay phía dưới phần comment. Rồi, chúng ta sẽ có cái phần đèn được thiết kế ở đây là hai cái beam với bi cầu ở đây, toàn bộ là công nghệ LED hết này. Đèn xi nhan này là halogen. Bên trên này thì có cái giải đèn LED định vị ban ngày ở đây. Phía dưới đây chúng ta có đèn gầm. Đằng trước này có hệ thống 4 cảm biến phía trước để hỗ trợ đỗ xe. Kèm với đó là phiên bản Elite cao nhất này thì sẽ có hệ thống camera 360. Chiếc xe này được bán tại thị trường Thái Lan đâu đó khoảng 1,2 triệu bạt. Đâu đó đổi ra tiền Việt Nam mình khoảng 800 triệu. Đấy. Không biết về thị trường Việt Nam sẽ là bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến sang bên cái phần thân xe ở đây. Xét về cái kích thước tổng thể của chiếc Mitsubishi Triton thế hệ mới này ấy, thì kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều dài trục cơ sở thì đều tăng nhẹ so với cả chiếc Mitsubishi Triton đang bán tại thị trường Việt Nam. Và cái điểm đặc biệt là cái chiều dài trục cơ sở của chiếc xe này được tăng thêm 130mm. Đấy. Và cái kiểu thiết kế ở bên hông xe nó cũng theo cái thiên hướng khỏe khoắn hơn, cơ bắp hơn. Đó. Mình sẽ xem thông số lốp lốp Bridgestone. Thông số lốp là 265/60R18. Cái thông số kích thước vành và kích thước lốp ở trên chiếc Triton thế hệ mới này thì tương đương với cái kích thước mà Triton đang bán tại thị trường Việt Nam. Bên cửa lái và cửa phụ thì đều có nút bấm và mở, mở và khóa cửa ở đây. Đấy. Và ở trên gương thì cũng có cảnh báo điểm mù ở trên mặt gương. Rồi cái kiểu gương thiết kế vuông vức hơn, có đèn xi nhan báo rẽ ở trên đấy. Và nếu các bạn nhìn xuống cái phần cuối của cái cabin này thì các bạn sẽ thấy này, ở trước đây ở trên chiếc Mitsubishi Triton ấy thì cái phần cuối của cabin này nó là hình chữ Z mà, nên là cái cảm giác ở đây nó sẽ cong hơn. Và ngồi ở bên trong khoang nội thất ấy, thì cái hàng ghế thứ hai chiếc xe này ấy, được đánh giá là cái lưng ghế mà có cái kiểu ngồi thoải mái nhất. Không biết là trên chiếc xe này nhỉ, lát chúng ta sẽ cùng vào bên trong. Với Triton ấy thì mình thấy là cái kiểu thiết kế mà cái phần lốp này này, cái bản lốp này nó nên to ra một chút thì nhìn nó sẽ có cái cảm giác xe nó cân đối hơn. Chứ còn với cái bản lốp như thế này ấy, thì mình nhìn đằng trước và đằng sau trực diện ấy, thì mình sẽ thấy là giống như kiểu mấy anh em mà tập mà chân thì lại không chịu tập ấy. Đó. Đèn hậu này thì đẹp. Mình thấy đèn hậu này đẹp hơn cái thế hệ bây giờ. Đó. Cản sau cũng được trang bị 4 cảm biến, có camera ở đây. Không gian cốp ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trước đi. Mình muốn trải nghiệm cái hàng ghế thứ hai trước. Để xem nào, nền tảng mới, khung gầm mới, cấu trúc mới. Ghế này được bọc da và sử dụng cái phần nỉ họa tiết tổ ong ở phần nệm và phần lưng ghế. Cái kiểu này thì mình ngồi thì mình sẽ có cái cảm giác là lưng nó hơi bí một chút và nệm ghế nó hơi bí một chút. Nhưng mà cái độ ngả của lưng ghế thì mình thấy là độ ngả của lưng ghế của Triton bây giờ ấy ngồi thích hơn. Đó, mấy cái này thì ngồi nó hơi đứng lưng một chút. Hệ thống cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ thấy là được làm ở bên trần xe như thế này. Cái kiểu thiết kế như thế này thì mình cũng đánh giá cao, bởi vì là khi mà chúng ta ngồi ở vị trí đằng sau này thì có thể hướng cái cửa gió này tới chúng ta một cách rất là dễ dàng. Và nó không bị cái cảm giác cái cửa gió ở đây này. Đôi khi là chúng ta ngồi ấy, chân thì lạnh nhưng bên trên này thì vẫn nóng. Cái này thì ở trên trần xe dội xuống thì cái cảm giác ngồi
cái không khí mát mẻ nó sẽ được dàn đều hơn. Cổng sạc tẩu này, rồi cổng sạc Type-C và cổng sạc USB đều có ở đây. Lưng ghế thì cũng có những cái phần túi để chúng ta để đồ ở đây. Kiểu thiết kế da ghế và nệm ghế như thế này thì là ngồi nó có cái độ bám thật ấy, nhưng mà thị trường mà nắng nóng ấy thì ngồi nó sẽ hơi bí lưng một chút. Không gian thì có nhiều cái sự thay đổi, thiên hướng khỏe khoắn hơn. Vô lăng cũng được thay đổi này. Màn hình này là màn hình 10 inch. Có camera 360. Đây các bạn có thể quan sát này. Mình không biết là có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. À có kết nối Apple CarPlay và Android Auto nhưng mà chúng ta phải cắm dây nhá. Đấy. Điều hòa ở phía dưới này thì có hai vùng độc lập, có mắc cool. Có mốt điều hòa ở đây, sinh này, AC này. Đấy. Phía dưới đây là nút khởi động start stop engine ở đây. Hai cổng sạc anti-lock này. Có sạc tại không dây ở đây. Phía dưới này thì chúng ta có drive mode này, có hỗ trợ đổ dốc ở đây. Mitsubishi thì đặc biệt là Triton thì vẫn nổi tiếng với cái Super Select thế hệ thứ 2, 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Chiếc xe này thì mang lại cái trải nghiệm lái từ trước nay Triton thì vẫn là một mẫu xe mà cho chúng ta cái trải nghiệm lái khá là tốt. Học để đồ ở đây. Kể ra mà học này được làm lạnh thì ngon hơn nhiều nhỉ. Gương chống chói. Ở trên Mitsubishi Triton thì có được công bố là cái hệ thống hỗ trợ lái ấy, thì sẽ được nâng cấp hơn để mang lại chúng ta cái trải nghiệm lái an toàn hơn và hỗ trợ chúng ta, ví dụ như là hỗ trợ giữ làn đường này, cân tâm làn đường này, Adaptive Cruise Control này, hoạt động là nó mượt mà hơn. Cái này là hãng công bố nhá. Còn thực tế như thế nào thì có lẽ mình vẫn phải chờ chiếc Triton này về thị trường Việt Nam để mình có thể trải nghiệm lái thực tế chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái thông tin về động cơ. Xe thì vẫn sử dụng cái động cơ 2.4 lít 4 xi lanh, 204 mã và 470 Nm mô men xoắn, đi cùng với hai loại hộp số là số sàn 6 cấp hoặc là tự động 6 cấp. Dẫn động có thể là chọn dẫn động một cầu hoặc là hai cầu. Xe có 7 chế độ lái: Eco tiết kiệm, Normal thông thường, Gravel sỏi, Snow tuyết, Map là bùn, xe là cát và rock là đá. Và đặc biệt là chiếc những cái mẫu xe Mitsubishi hiện tại bây giờ thì được trang bị cái AYC, cái hỗ trợ khi mà chúng ta ôm cua ấy, nó tạo ra được cái độ ổn định hơn cho xe. Thì cái đấy là những cái thông tin về chiếc Mitsubishi Triton phiên bản Elite tại thị trường Thái Lan. Quý vị các bạn có những cái chia sẻ như thế nào về chiếc xe này thì hãy để lại xuống phía dưới phần comment nhé.